Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Kính thưa quý vị, từ rất lâu về trước, đèn dầu đã là vật dụng gần gũi thân thuộc, gắn liền với đời sống sinh hoạt, tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân Việt Nam. Không chỉ giới hạn lại tại đó, đèn dầu trong văn hóa thờ phụng tâm linh cũng được xem là một loại vật phẩm vô cùng quan trọng và không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên từ phía mỗi gia đình, và không kể đỉnh đồng, bát hương, lọ hoa, mâm bồng. Đèn dầu là vật giữ lửa, có ánh sáng, mang đến sự êm ấm cho không gian thờ cúng. Chính vì vậy, rất nhiều gia chủ băn khoăn không biết có thể đặt đèn dầu một cách tùy ý trên bàn thờ hay chỉ được đặt tại một vị trí nhất định. Hôm nay, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ cùng quý vị khán giả vị trí đặt đèn dầu trên bàn thờ giúp gia chủ giàu lên nhanh chóng, tiền vàng ùn ùn kéo đến. Xin mời quý vị và các bạn đón xem video ngay sau đây. Một là ý nghĩa của đèn dầu trong văn hóa tâm linh. Thờ cúng ông bà tổ tiên từ lâu đã trở thành một trong những nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt. Cùng với các vật phẩm đồ thờ cúng khác, đèn dầu trở thành một vật dụng không thể thiếu trên bàn thờ, vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa ẩn chứa những ý nghĩa phong thủy tốt lành. Trong quan điểm tâm linh của người Việt, lửa có ý nghĩa như là cầu nối gắn kết giữa hai thế giới, giữa cõi âm và dương. Điều này được thể hiện rất rõ nét trong nghi thức thắp hương của ông cha ta. Người Việt tin rằng khi nén hương thơm được thắp lên như một nhịp cầu vô hình kết nối giữa các thế hệ con cháu với ông bà tổ tiên, những người đã khuất. Vì thế, chiếc đèn dầu trở thành một vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình. Trong phong thủy, đèn dầu được coi như pháp bảo giúp bảo vệ, ngăn chặn không cho các nguồn năng lượng xấu có cơ hội xâm nhập, giúp xua đuổi tà ma, bùa chú, giúp cho những vong linh được thờ như gia tiên, thần thánh không bị quấy phá hay ngăn cản không thể ngự được. Điều này giúp cho gia chủ luôn được phù hộ, che chở cho làm ăn phát đạt, giàu sang phú quý, sức khỏe luôn dồi dào. Đặc biệt, đèn dầu thờ cúng là đại diện cho yếu tố hỏa, mà theo ngũ hành tương sinh, trên bàn thờ của mỗi gia đình phải luôn đảm bảo hội tụ 5 yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vì vậy, đèn dầu trở thành yếu tố giúp cân bằng ngũ hành phong thủy bàn thờ, giúp chủ nhân được nhiều phúc lộc, bình an, gia đình luôn hạnh phúc. Thứ hai, đó là nên chọn đèn dầu bằng chất liệu gì. Trên thị trường hiện nay, đèn bàn thờ được chế tác với vô vàn các hình dáng, kích thước, chất liệu khác nhau như là đồng, gốm sứ, thạch anh. Tuy nhiên, lời khuyên của các chuyên gia phong thủy là gia chủ nên sử dụng những chiếc đèn thờ bằng đồng, bởi đồng trong phong thủy được xem như là thứ kim loại đại cát đại lợi, càng sử dụng lâu càng có giá trị, không sợ rơi vỡ, mối mọt, sứt mẻ những đại kỵ trong thờ cúng. Bên cạnh đó, những chiếc đèn đồng còn đem đến vẻ đẹp sang trọng, bền bóng, tạo nên nét đẹp thẩm mỹ, tô điểm cho không gian thêm phần ấn tượng, đẳng cấp hơn. Một lưu ý nhỏ, khi lựa chọn đèn bàn thờ bằng đồng nên chọn loại dầu đốt, không khói để luôn đảm bảo cho không khí thật trong lành. Thứ ba, đó là vị trí đặt đèn dầu hợp phong thủy. Bàn thờ luôn được xem là không gian linh thiêng bậc nhất và khác biệt hoàn toàn với các không gian khác trong gia đình. Vì vậy, việc đặt song song các vật phẩm đồ thờ cúng trên bàn thờ là một điều vô cùng cần thiết và không được đặt tùy tiện. Mọi vật trên bàn thờ đều phải được đặt theo nguyên tắc thứ tự nhất định thì mới có thể đảm bảo tính phong thủy của bàn thờ. Đối với đèn thờ bằng đồng, một vật phẩm không thể thiếu trên bàn thờ. Vậy nên khi chọn vị trí để đèn dầu trên bàn thờ, gia chủ cần chú ý lấy bát hương gia tiên làm chuẩn. Đèn bàn thờ được đặt đối xứng hai bên với bát hương đồng và đặt ở bên mép của bàn thờ. Gia chủ nên chọn kích thước đèn thờ sao cho phù hợp nhất với không gian thờ cúng. Không nên đặt loại có kích thước quá lớn sẽ gây mất tính thẩm mỹ cho không gian. Bạn nhé! Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, ngoài sử dụng đèn dầu để bày trên bàn thờ gia tiên để thu hút tài lộc về cho gia chủ, bạn có thể tham khảo thêm một số vật phẩm khác cũng có năng lượng phong thủy
giúp tăng vượng khí cho gia đình. Ở phần tiếp theo của video, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ với bạn cách bài trí và những vật phẩm phong thủy có thể đặt trên bàn thờ, xua đuổi xui xẻo, dinh lộc tài vượng về nhà trong tháng 7 âm lịch này. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. 1. Bàn thờ luôn sạch sẽ và thông thoáng. Không gian thờ cúng cần phải luôn được thắp nhang và lau dọn sạch sẽ. Không nên đặt bàn thờ quá cao hoặc quá thấp, bởi khi đặt bàn thờ quá cao sẽ gây khó khăn cho việc thờ cúng, lau dọn. Đặt bàn thờ quá cao sẽ rút ngắn khoảng cách từ bàn thờ cho tới trần nhà. Vì vậy mỗi khi mình thắp nhang thì khói sẽ bay lên trần nhà, tạo những vết vàng ám trên trần. Bên cạnh đó, việc đặt bàn thờ quá thấp sẽ khiến cho không gian thờ cúng thiếu trang nghiêm và được tôn trọng. Thứ hai đó là tăng sinh khí cho nơi thờ tự. Bạn có thể tăng thêm sinh khí cho nơi thờ tự bằng việc trồng cây xanh gần bàn thờ. Bạn nên chọn những cây cảnh dễ sống như kim tiền, phát lộc. Việc đặt các loại cây phong thủy có ý nghĩa tốt gần bàn thờ sẽ giúp cho không gian phòng thờ trở nên tươi sáng, sinh động, từ đó tăng thêm sinh khí, năng lượng cũng như tài lộc cho gia đình bạn. Không nên đặt bài vị trên bàn thờ sát tường. Trong phong thủy, các chuyên gia phong thủy thường khuyên nên đặt các tượng thần Phật sát vách tường, như vậy sẽ mang tới tài lộc cũng như may mắn cho cả gia đình bạn. Tuy nhiên, đừng đánh đồng việc đặt bài vị thần Phật với việc đặt bài vị tổ tiên, bởi có một sự thật là bạn tuyệt đối không nên đặt bài vị tổ tiên sát tường, bởi điều này sẽ gây ảnh hưởng đến tiền đồ cũng như vận mệnh của con cháu đời sau. Thứ ba là lưu ý trong việc bài trí bàn thờ. Việc bài trí bàn thờ ở mỗi gia đình là khác nhau, phụ thuộc vào kích thước của ngôi nhà cũng như điều kiện sinh hoạt. Thông thường mỗi gia đình sẽ thờ 3 bát hương. Bát ở chính giữa là nơi thờ chung thần linh thổ địa. Bát hương ở hai bên là để thờ gia tiên và bà cô ông mãnh. Phía trước bát hương ở giữa cái đài nhỏ với 3 chén đựng nước sạch. Hai bên là 2 đĩa bày hoa quả tươi, cau trầu hoặc tiền vàng mã. Phía sau bát hương bạn nên để bộ bình hoa tươi, hương và nến. Tùy thuộc vào mỗi loại chất liệu mà chúng ta có cách bài trí khác nhau. Đồ sứ, bộ tam sự bao gồm bát hương, 2 cây đèn hoặc 2 con hạc đội đèn. Bộ ngũ sự có thêm 2 bình, dựng cắm hoa tươi và để hương. Bộ thất sự có thêm 2 bình, đựng nước và gạo. Đồ đồng, tam sự có đỉnh đồng thay thế bát hương, 2 con hạc, ngũ sự có thêm 2 ống hương và thất sự có thêm đôi đèn. Nếu bạn trang trí phòng thờ bằng đồ đồng, thì không gian thờ cúng của bạn sẽ trở nên sang trọng và có tính thẩm mỹ cao hơn. Bên cạnh đó thì sử dụng đồ gốm sứ sẽ khiến không gian phòng thờ của bạn trở nên thiêng liêng và tâm linh hơn. Với mỗi tính cách, sở thích khác nhau mà chúng ta có những cách lựa chọn vật trang trí phòng thờ khác nhau. Và thứ tư đó là treo hoành phi câu đối tại không gian phòng thờ. Việc treo hoành phi câu đối từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong tâm hồn của cuộc sống con người Việt Nam. Hoành phi thường được sơn son chữ vàng, có hình cuốn thư. Tất cả những chữ viết trên bức hoành phi đều do các thầy nho viết. Những nét chữ uốn lượn, dẻo dai nổi bật trên nền giấy vàng đều tỏ lòng tôn kính của con cháu đối với tổ tiên, ghi lại những công ơn dưỡng dục, sinh thành, có thể là những lời răn dạy của con cháu, những kinh nghiệm truyền đời của ông cha, hay đó cũng có thể là những ước mơ, mong muốn về sự giàu sang, bình an, sức khỏe. Lưu ý khi treo hoành phi câu đối, gia chủ cần lưu ý kích thước của bàn thờ để treo các bộ hoành phi một cách phù hợp và có tính thẩm mỹ cao nhất. Chính giữa bàn thờ và trên cùng hướng ra ngoài là vị trí bức hoành phi được treo cố định và ít di chuyển, tạo cho bạn cảm giác bền vững và lâu dài bạn nhé. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên đây là cách đặt đèn dầu trên bàn thờ giúp gia chủ giàu lên nhanh chóng, tiền vàng ùn ùn kéo đến. Đồng thời, quý khán giả có thể tham khảo thêm cách bài trí bàn thờ cho hợp phong thủy, tránh những điều xui xẻo không may trong tháng cô hồn và đem lại nhiều may mắn cho gia đạo. Hy vọng phần thông tin của Phú Quý Tài Lộc ngày hôm nay sẽ giúp bạn một số thông tin bạn đang tìm kiếm, giúp cho các bạn và gia đình mình luôn mạnh khỏe, bình an và có một mùa lễ Vu Lan ấm áp bên gia đình. Video của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới.
Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.